Hai ba bốn ngày, có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy? Có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng? Nhìn từng kỷ niệm trôi, nhạt nhòa và phai phôi. Ngày mình chia tay, em đã nói đôi ta sẽ không hòa hợp. Ngày mình chia tay, em đã nói em không xứng đáng với anh. Một hai ba bốn, em có lắm lý do để ta xa rời. Thật ra em có một người mới, nhưng ngày dòng chơi em đã khiến con tim anh như rối bời. Tội nghiệp anh không, khi trong em anh là một khoảng trống.